cùng các thứ dầu ăn, tất cả đều có vị, kẻ chưa nếm không biết, ở trong thân các uẩn. Năm món tìm cầu ngã, kẻ ngu không hiểu được, trí thấy tức giải thoát, dụ do minh trí lập. Còn không rõ được tâm, nghĩa chứa đựng trong đó, làm sao hiển hiểu rõ, tướng sai biệt các pháp. Không rõ chỉ một tâm, kẻ suy lượng vọng chấp, không nhân và không khởi, bậc định quán nơi tâm. Tâm không thấy được tâm, khiến do sở kiến sinh, sở kiến nhân gì khởi, họ ta ca chiên diên. Ra khỏi tịnh cư thiên, vì chúng sinh nói pháp, khiến nhập niết bàn thành, duyên nơi pháp bốn chú. Ta cùng chư Như Lai, trong 3.000 quyển kinh, rộng nói niết bàn pháp, dục giới và vô sắc, không ở đó thành Phật. Cõi trời giác cứu cánh, lìa dục được bồ đề, cảnh giới không chuyển nhân, nhân chuyển được cảnh giới, kiếm bén trí bậc tu, cắt lìa phiền não kia, vô ngã làm sao có, các pháp huyễn hữu vi, kẻ ngu thấy chân như, sao nói không chân ngã, pháp đã làm chưa làm, đều không nhân mà khởi, hết thảy đều vô sinh, kẻ ngu không hiểu được, pháp năng tác không sinh, sở tác và các duyên. Cả hai đều không sinh, làm sao chấp năng tác, kẻ vọng kế nói có, nhân trước sau đồng thời, dụ mình các đệ tử, nói các Phật sinh khởi, Phật không là hữu vi, các tướng tốt đầy đủ, là công đức luân vương, đó không phải Như Lai, Phật lấy trí làm tướng, xa lìa các kiến chấp, lãnh vực tự nội chứng, đoạn hết thảy lỗi lầm, điếc mù cùng ngọng câm, già trẻ ôm hờn oán, nhất là những kẻ ấy không có phần phạm hạnh, tùy hào ẩn là trời, tướng ẩn là luân vương, cả hai đều phóng dật, chỉ hiện nơi người tu, sau khi ta chết rồi sẽ có tỷ gia xá. Kana Lê Sa Bà kiếp tỷ la xuất hiện 100 năm sau ta, thuyết của tỷ gia xa cùng luận bà đa la, rồi có bán trạch xa kiểu vi bà la ma, lại có mang cuồng vương nan đà và cúc đa đến miệt lợi xa vương, sau đó đao kinh khởi, rồi có thời hắc ám. Thời ấy các thế gian không tu hành chính pháp, qua sau các thời ấy thế như bánh xe lăn, lửa mặt trời hòa hiệp thiêu đốt ở cõi dục, lại lập các cõi trời, thế gian lại thành tựu, các vương cùng bốn họ, các tiên cùng pháp hóa, vệ đà cùng tế tự, sẽ có pháp ấy thịnh, pháp đàm luận hí tiếu trường hàng và giải thích, tôi nghe như vậy, vân vân. Mê hoặc nơi thế gian các thứ y nhận được, nếu có thứ chính sắc lấy bùn xanh phân châu nhuộm đi cho hủy màu, hết thảy các y phục phải lìa tướng ngoại đạo, hiện tướng bậc tu hành, tướng oai nghiêm của Phật, y phục phải nghiêm chỉnh, cần phải buộc dây lưng, lọc nước rồi hãy uống, lần lượt mà khất thực, không đến chỗ phi xứ, sinh cõi trời tháng diệu và sinh trong loài người, đủ các tướng quý báu, sinh trời và vua người, vua có bốn thiên hạ, pháp giáo trụ lâu đời, lên cao tột cung trời, do tham nên thối thất, thuần thiện cùng ba thời, hai thời thời cực ác. Phật khắc hiện thời thiện, Thích Ca ra đời ác, sau khi ta niết bàn, tất đạt đa họ thích, tỷ nữ đại tự tại, các ngoại đạo cũng xuất, như vậy tôi nghe, vân vân. Điều thích sư tử nói, đàm cổ cùng tiểu ngữ, tiền tỷ dạ xa nói, sau khi ta niết bàn, tỷ nữ đại tự tại, các thuyết kia nói rằng ta làm nên thế gian, ta tên Phật Tây Trần, họ Ca Đa Diễn Na, cha tên thế gian chủ, mẹ hiệu là Cụ Tài, ta sinh nước Chiêm Bà, ông nội trước của ta do dòng mặt trăng sinh nên hiệu là Nguyệt Tạng, xuất gia tu khổ hạnh, diễn nói ngàn pháp môn, thọ ký cho Đại Huệ, rồi sau đó diệt độ Đại Huệ, truyền Đạt Ma, Đạt Ma truyền Di Khư Lê, Di Khư gặp thời ác, kiếp tận pháp sẽ diệt. Ca Diếp Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni cùng Ta Ly Trần Cấu đều sinh thời thuận thiện, khi thời thiện dần giảm, có đạo sư tên Huệ thành tựu đại dõng mãnh, giác ngộ được năm pháp, không phải nhị tam thời, cũng không thời cực ác, chỉ trong thời thuận thiện mới hiện đẳng chính giác. Áo tuy không rách dưới, nhưng vải vụn vá thành,
như lỗ đuôi khổng tước, không có ai xâm đoạt, hoặc hai ngón ba ngón cách nhau mà may thành. Nếu làm khác như thế, kẻ ngu sinh tham trước, chỉ giữ ba chiếc áo, thường tắt lửa tham dục, tắm trong nước trí huệ, ngày đêm ba thời tu, như phóng tên rất mạnh, tên rơi phóng tên khác, lại như hai đầu cân, thiện bất thiện cũng thế, nếu một hay sinh nhiều, tất có tướng dị biệt, kẻ cho hãy như ruộng, kẻ nhận hãy như gió, nếu một hay sinh nhiều, hết thảy không nhân có, nhân sở tác bị hoại, ấy là thuyết vọng kế, nếu thuyết của vọng kế, thêm dụ đèn hạt giống, một mà sinh ra nhiều, chỉ tương tự không nhiều, mè thì không sinh đậu, đậu nhỏ không phải giống lúa, sao nói một sinh nhiều, danh thủ tạo thanh luận, quảng chủ tạo vương luận, vọng thuyết theo thế luận, sẽ sinh trong phạm tạo, ca đa diên tạo kinh, tiên thọ bì công lưu, tạo thiên văn, thời ác thế sẽ có, chúng sinh các thế gian, nhờ phước được làm ma. Đúng pháp cai trị thế, giữ gìn cho cõi nước, thanh nghị cùng xích đậu, trắc tích và mã hành. Những đại phúc tiên ấy sẽ xuất hiện đời sau, tất đạt đa dòng thích, bộ đa ngũ kế già, ngũ lược cùng thông huệ, cũng ra đời về sau. Ta ở nơi rừng hoang, Phạm Vương đến cho ta, chuẩn bị tam kỳ trượng, bác điều cùng quân trì, bậc đại tu hành này sẽ thành đấng ly cấu, nói pháp chân giải thoát, tướng của các mâu ni, Phạm Vương cùng phạm chúng, các trời cùng chúng trời, cho ta áo gia nan, trở về cùng tự tại, ta ở trong rừng cây, tứ thiên vương đế thích, cho ta y phục đẹp, cùng với bác khất thực, nếu lập luận bất sinh, nhân ấy sinh rồi sinh, lập vô sinh như thế, chỉ là thuyết hư huyễn, do vô thỉ tích tập, vô minh nhân của tâm, sinh diệt nối tiếp nhau, phân biệt của vọng kế, đằng khổ luận có hai, thắng tích cùng biến dị, trong thắng có sở tác phải tự thành, thắng tính cùng với vật, câu na nói sai biệt, món, các món tác sở tác biến dị đều không được, như thủy ngân trong sạch, bụi bẩn không thể nhiễm, tạo thức sạch cũng thế, nơi chúng sinh y trì, như các thứ rau hôi, vị muối và thai tạo, chủng tử cũng như thế, tại sao mà không sinh, tính nhất và tính dị, câu bất câu cũng thế, không sở thủ mà có, không vô vi hữu vi, trong ngựa không tính trâu, ngã trong uẩn cũng thế, chỗ nói vi vô vi, đều không có tự tính, trong giáo lý tìm ngã là ác kiến vọng cầu, không hiểu nên nói có, chỉ vọng thủ không ngoài, ngã ở trong các uẩn, một khác đều không thành, lỗi lầm kia rõ rệt, kẻ vọng kế không biết, như gương nước và mắt, hiện ra các thứ hình. Xa lìa tính một khác, ngã trong uẩn cũng vậy, hành giả tu chính định, kiến đế cùng với đạo, riêng tu ba thứ ấy, giải thoát các ác kiến, như ở trong khe cửa, thấy ánh chớp qua mau, pháp thiên biến cũng thế, không nên khởi phân biệt, phàm phu tâm mê hoặc, chấp niết bàn có không. Nếu có được thánh kiến như thật mà hiểu được, nên biết pháp biến dị, xa lìa nơi sinh diệt, lại tìm nơi hữu vô cùng với tướng năng sở, nên biết pháp biến dị, xa lìa luận ngoại đạo, lại lìa nơi danh tướng, diệt ngã kiến bên trong. Thân sung sướng cõi trời, thân bị khổ địa ngục, nếu không có trung hữu, các thức không thể sinh, nên biết trong các đường, các loại thân chúng sinh, loài sinh từ thai trứng, đều do trung hữu sinh, lìa thánh giáo chính lý, diệt dục hoặc cả tăng, là cuồng thuyết ngoại đạo, kẻ trí không nên nói, trước nên rõ biết ngã, và các thù phân biệt, không biết rõ phân biệt, như con người thạch nữ, ta lìa xa nhục nhãn, dùng huệ nhãn thiên nhãn, thấy các thân chúng sinh, lìa các hành các uẩn, quán thấy trong các hành, có sắc tốt sắc xấu, giải thoát không giải thoát, có kẻ ở cõi trời, kẻ thọ nhân các cõi, chỉ mình ta biết được, vượt chỗ thế gian biết, không phải cảnh suy lường, vô ngã mà tâm sinh, tâm ấy làm sao sinh, há không nói tâm sinh, như sông đèn hạt giống, nếu không vô minh, vân vân, tâm thức tất không sinh, lìa vô minh không thức, làm sao sinh tương tục, thuyết của kẻ vọng chấp, ba đời và phi thế, thứ năm không thể nói, chỗ các đức Phật biết, các hành thủ sở thủ đều là nhân trí tuệ,
Không nên nói trí tuệ gọi tên là các hành, vì có nhân duyên ấy tất có pháp nảy sinh. Không riêng có tác giả, đấy là pháp ta nói. Gió không thể sinh lửa, nhưng khiến lửa bùng dậy lại do gió lửa tắt. Làm sao dụ cho ngã, chỗ nói phi vô vi, đều lìa nơi các thủ. Sao kẻ vũ phân biệt, lấy lửa mà lập ngã. Sức các duyên xoay vần, cho nên sinh ra lửa. Nếu phân biệt như lửa, ngã ấy do ai sinh? Vì ý thể làm nhân, các uẩn xứ tích tụ. Ông thương chủ vô ngã, thường với tâm cùng khởi. Cả hai như mặt trời, ra lìa năng sở tác. Lửa không thể thành lập, kẻ vọng kế không biết. Chúng sinh tâm niết bàn, bản tính thường thanh tịnh. Nhiễm thói lỗi vô thì, không khác như hư không. Các ngoại đạo tượng ngoại, bị các kiến tạp nhiễm. Ý thức làm che khuất, chấp lửa là thanh tịnh. Nếu được như thật kiến, sẽ đoạn được phiền não. Xả rừng rậm tà dụ, đến lãnh vực của thánh, phân biệt thành khác nhau. Giữa trí cùng sở tri, kẻ ngu vì không biết, nói chỗ không nên nói. Như ngu lấy gỗ khác, làm chiên đàn trầm thủy. Vọng chấp cùng chân trí, nên biết cũng như vậy. Ăn xong cầm bát về, tẩy rửa cho sạch sẽ. Xúc miệng sạch các vị, nên tu hành như thế. Nếu nơi pháp môn này, suy nghĩ đúng như lý. Tịnh tín lìa phân biệt, thành tựu định tối thắng. Lìa chấp ở nơi nghĩa, thành kim cao pháp đăng. Phân biệt nơi hữu vô cùng các lưới ác kiến, ba độc thảy đều lìa, được tay Phật quán đảnh. Ngoại đạo chấp năng tác, mê phương hướng không nhân, sợ hãi thuyết duyên khởi, đoạn diệt không thánh tính. Các quả báo biến khởi là các thức cùng ý, ý từ tạng thức sinh, thức nương mà na khởi. Tạng thức khởi các tâm như biển khơi sóng lớn, do tập khí làm nhân, tùy duyên mà sinh khởi. Sát na tướng nối nhau, chấp cảnh giới tự tâm, các món hình cùng tướng, ý căn và thức sinh, do ác tập vô thỉ mà sinh tợ ngoại cảnh. Chỗ thấy chỉ là tâm, ngoại đạo không hiểu được, nhân kia và duyên kia mà sinh ra các thức, cho nên khỏi các kiến trôi lăn trong sinh tử. Các pháp như huyễn mộng, trăng đáy nước càng thành, nên biết hết thảy pháp chỉ là tự phân biệt. Chính trí nương chân như mà khỏi các đa muội, thủ lăng nghiêm như huyễn, các tam muội như thế, được nhập vào các địa tự tại và thần thông, thành tựu trí như huyễn, được các Phật dưới đầu. Thấy thế gian hư dối, khi ấy tâm chuyển ý, được vào hoan hỷ địa, các địa cùng Phật địa. Đã được chuyển ý rồi, như mani nhiều màu, lợi ích cho chúng sinh, tùy hiện như trăng nước, xa lìa kiến hữu vô, cùng với câu bất câu, siêu việt hạnh nhị thừa, lại siêu đệ thất địa. Pháp hiện chứng bên trong từng bậc mà tu tập, xa lìa các ngoại đạo nên nói là đại thừa. Nói pháp môn giải thoát như sừng thỏ ma ni, xả ly các phân biệt, lìa chết cùng biến dịch. Giáo do lý mà thành, lý nhờ giáo mà rõ, nên y giáo lý này chớ lại thêm phân biệt. Hết. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.